Những ngày qua, các cơ quan truyền thông khắp nơi trên thế giới loan tin vui về nữ ca sĩ Sangeeta Teresa Mai. Cô cũng là ca sĩ gốc Việt đầu tiên thắng giải Grammy danh giá của Hoa Kỳ cho album Mythologies của cô hát cùng nữ ca sĩ Hilla Clipman trong hạng mục album nhạc cổ điển xuất sắc nhất cho giải thưởng Grammy lần thứ 64. Ca sĩ Teresa Mai, tên khai sinh là Mai Xuân Loan, sinh ra ở tại California. Teresa Mai lớn lên ở Manhattan Beach và vùng Lido Sài Gòn. Cô cũng là cựu học sinh của trường La Quinta High School Westminster và trường Los Amigos High School Fountain Valley. Như bao gia đình gốc Á khác, cô nghe lời cha mẹ chọn ngành sinh học ở Đại học Cộng đồng Santa Ana College, nhưng cô không bỏ quên niềm đam mê âm nhạc. Cô có giọng soprano đầy nội lực nhưng không kém phần da diết, có khi lại trong trẻo pha chút thanh cao. Nữ ca sĩ lay động đông đảo khán giả khi trình diễn opera khắp Hoa Kỳ và Âu Châu. Có thể nói, Sangeeta Teresa Mai đã tạo nên lịch sử khi là người gốc Việt đầu tiên thắng giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá của Hoa Kỳ. Giải thưởng Grammy được trao lần đầu tiên vào năm 1959 để công nhận thành tựu mà các nghệ sĩ đạt được trong năm. Những ca sĩ tên tuổi thế giới từng thắng giải Grammy có thể kể đếm như Taylor Swift, Britney Spears, Beyoncé và nhiều nghệ sĩ danh tiếng khác. Grammy được coi là một trong bốn giải thưởng nghệ thuật thường niên lớn nhất ở Hoa Kỳ, cùng với giải Oscar cho những thành tựu trong lĩnh vực điện ảnh, giải Emmy cho những thành tựu trong lĩnh vực truyền hình và giải Tony cho những thành tựu trong lĩnh vực nhạc kịch và Broadway. Hôm nay, chương trình Chân dung nghệ sĩ của The Jimmy TV kính mời quý vị cùng theo dõi buổi tâm tình với Sangeeta Teresa Mai để cùng tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của cô cũng như là hành trình đến Grammy Awards của Teresa Mai. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Sangeeta Teresa Mai. Xin chào chị. Chào em. How are you? Em khỏe. Em gặp chị đó là cách đây khoảng 5-6 năm. Okay, ở SPGM, ở chương trình Công Thành. That's right. Hôm nay gặp lại với tư cách là một người phỏng vấn chị rất là vui. Cảm ơn em rất nhiều ha. Dạ. À, chắc nhờ chị có vài lời chào khán giả nha. Sure. Xin chào khán giả. Teresa Sangeeta rất là vui đã có mặt ở đây hôm nay với lại em Jimmy. Dạ. Em phải nói là hân hạnh để gặp chị đó. Một người chiến thắng vừa trở về Cali. Thì chắc cho khán giả biết là cái tên chị là Teresa Mai hay là Sangeeta như thế nào, nhiều người hơi confused. Ở trong cộng đồng Việt Nam của mình là ai cũng biết là Teresa Mai, tại vì tên Teresa là tên thánh của Teresa. Nhưng mà tại vì lâu năm rồi chị dạy yoga, dạy thiền, thầy của Sangeeta đưa cho cái tên Sangeeta Kaur. Tại vì cái ý nghĩa là Princess of Music and Harmony. So Sangeeta cũng thấy là cái tên đó đúng cái ý mà chị muốn sống ở trong cuộc sống này. You know, it's Princess of Music Harmony to serve God. So it's so beautiful. Thì người Mỹ đó với lại Recording Academy Grammy thì bây giờ cũng biết Teresa là Sangeeta. Sangeeta. Yeah. Cho nên hôm bữa mà trao giải thì gọi là Sangeeta, chứ là gọi Sangeeta là Teresa Car. Mai. Em thấy là Teresa Mai, Mai đây là tên của chị hay là họ của chị? Mai là họ. Mai tên là họ. Có bà con với Mai Thanh Sơn không? Dạ có. Oh, vậy hả? Bà con như thế nào chị? Mẹ của Sơn là em của mẹ của chị. Yes. Coi như rất là gần luôn á. Rất là gần. Yeah. Yes. Vậy là coi như là có dòng máu âm nhạc từ trong nhà là với nhau. Yes, trong nhà bên mẹ của Sơn với lại chị đó là có rất là nhiều giọng hát hay và đẹp lắm, nhưng mà I think thế hệ của Sơn với lại chị mình mới chọn cái đường ca hát, entertainment. Yeah. Vậy thì chị là sanh ở Việt Nam hay là sanh ở bên Mỹ? Sanh ở bên Mỹ. Sao bên Mỹ này mà chị nói tiếng Việt giỏi vậy đó? I'm okay. Chị vẫn còn nói hơi ngọng ngọng vậy. Okay. Nhưng vẫn nghe được và vẫn text bằng tiếng Việt đó quý vị. Đó là điều rất là hay. Jimmy thì text chị tiếng Việt, chị thì text lại tiếng Anh. Điều đó chứng tỏ là thế hệ thứ hai, thứ ba đây chúng ta vẫn yêu văn hóa Việt Nam đúng không? Yes, of course. Of course. Thưa chị, đối với cái văn hóa của Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng đó, thì phụ huynh người Việt Nam mình thì thích con cái hướng vào bác sĩ, kỹ sư, ít ai mà hướng vào văn nghệ, âm nhạc lắm. Thì trường hợp của chị sao? Ba mẹ có hướng chị vào âm nhạc không? You know, hồi nhỏ đó chị thì I love, mê nhạc lắm. And
Nhưng mà lớn lên mình cũng nghe hoài, con phải lớn lên làm bác sĩ, làm luật sư, làm engineer, something something. And chị cũng đi theo cái đường đó một năm thôi á. Lúc chị đi university, trong một năm rưỡi là chị cũng học về biology. Yeah. Nhưng mà chị minor về music, tại vì từ nhỏ tới lớn là mình mê nhạc rồi, mình cũng muốn đi học về nhạc để biết thêm hơn, just for me, yeah. You know. Mà từ đó mấy cô giáo mà dạy hát á, họ cũng nói chị là you have a talent, nếu mà sang guitar Teresa muốn đi đường làm ca sĩ đó, là ca sĩ classical, you have the talent, mà phải chọn một đường thôi, không có chọn biology với lại nhạc được. So obviously in my heart, trong lòng mình biết là nhạc là cái đường chính cho mình, for sure. Yeah. Yeah. Và chị quyết định là bỏ cái biology yes, yes. Và music. Bố mẹ của chị thì không thích như vậy, obviously, nhưng mà I think từ từ đó bố mẹ cũng thấy là mình yêu lắm, mình thích, yeah. Mình mê lắm. Yeah. Xong rồi hai người cũng đi nghe chị hát, lần đầu tiên hát opera thì cũng giật mình. And then từ từ thì cũng accept. Yeah. And more than accept, bây giờ ủng hộ, always support chị. And it's really beautiful. Mình phải nhớ là nếu mà mình có cái gì mà mình muốn, mà mình mê, mình có cái ước mơ đó, nếu mà mình đi theo cái đường đó, người mà thương mình nhất cũng sẽ đi theo với lại support mình. Đúng. Mà mình phải tin như vậy. Đúng. Mình phải biết như vậy. Em đồng ý với chị. Yeah. Thưa chị, thường đó khi mà người ta hát đó, người ta chọn những cái thể điệu mà được nhiều khán giả thích, nhạc pop. Yeah. Ở Việt Nam mình thì hay gọi là nhạc bolero chẳng hạn. I đi. I love bolero. Vậy thì tại sao chị không hướng mình hát nhạc pop, nhạc trẻ cho có nhiều fan mà lại chuyển qua hát kiểu mà nhạc cổ điển là rất kén người nghe vậy? I know. I think cái đó cũng là cái duyên của chị đó. Like hồi nhỏ thì chị cũng thích rất là nhiều loại nhạc. Pop music, ambient, techno, dance, house music, everything, rock and roll. Mà lúc chị bắt đầu đi học hát á, cô giáo của chị đưa chị cái bài aria, bài opera. Thì từ đó là mình cũng discover là mình có cái giọng hát mà hát classical được. Chị không biết, mà chị cũng nghe cái giọng hát coming out of my mouth, mà chị cũng mất hồn, like what is the sound? Wow. So chị thấy là tại vì cái kiểu hát này is so challenging, rất là khó, mà mình phải tập nhiều. I think chị nghĩ là chị cũng là một người mà thích cái challenge như vậy. Lúc chị bắt đầu hát classical đó, là chị biết cái cách hát mà nó rất là healthy cho cái giọng hát của mình. Thì từ đó mình hát pop music được, hát rock music cũng được. Mình đổi cái style rất là dễ. Và mình hát cho nó tốt cho cái giọng mình, không có bị hư cái giọng. Dạ, đó, cái đó là em cũng muốn hỏi làm sao mà mình thường ta hát opera là không có microphone hay gì, không hát giữa một cái tuner lớn. Làm sao mình hát, mình vẫn vang vang mà giữ được yes. cái giọng mình. Em biết là chị tập yoga. Hát opera đó với lại yoga, chị thấy hai cái điều nhau. It's tại vì mình phải dùng nguyên cái người, nguyên cái hơi thở của mình. Mình phải really focus on like the position and the body. It's amazing. But opera mình phải dùng nguyên cái người, nguyên cái phổi của mình đằng sau, đằng trước. It's very advanced. It's very beautiful, amazing. Phải tập hoài. Yeah. Mà luyện giọng. Yes. Yes. Là yoga nó cũng hỗ trợ chị trong cái vấn đề giữ yes. cái giọng đó. Yes. Tại vì yoga thì nó giúp mình có cái người nó khỏe, nhưng mà yoga mình phải focus về cái hơi thở. Giống như ca hát mình cũng phải focus cái hơi thở. So it's very similar. Yeah. Yeah, có nhiều cái similarity. Yeah. Nhiều cái giống nhau. Yeah. Yeah. Vậy thì mình có phải ăn uống kỹ lưỡng hay là phải ngủ đủ giấc? Cái đó tùy người, but absolutely nếu mà mình ăn uống cho nó đều tốt, nhiều rau, nhiều uống nước rất là nhiều, of course mình sẽ thấy khỏe hơn. Nếu mà mình thấy khỏe hơn thì mình sẽ hát hay hơn. Đúng. Cái giọng mình nó khỏe hơn. Yeah. So it's and then also your mind, you feel better, you feel clean, you feel awake. It's
you know, lifestyle của mình rất là quan trọng. Đúng rồi chị. Yes. Yeah. À, lúc nãy chị nói là khi mà chị chuyển qua học mà về nhạc không là bỏ cái biology đó, thì lúc đó chị phải học ở đây hay là phải qua New York? Thì chị bắt đầu học ở đây, ở Cali, tại vì chị sinh ở bên Cali thì cũng ở đây tới học xong bachelor degree in music ở Cal State Long Beach. Yeah. Từ đó thì chị chuyển qua bên Boston để học về Master of Music. Wow. Sau đó chị học xong á, chị cũng nghĩ chị không có muốn về Cali, chưa có muốn về, tại vì mình muốn có nhiều cái experience hơn. Thì lúc đó chị qua bên Ý học 2 năm, học về Ý, tiếng Ý với lại học hát thêm. And then sau đó chị qua bên New York. Okay. Để bắt đầu the career. Wow. Like, đúng là Broadway. Yeah, to go for the career, you know, hết chơi, mình phải take it seriously. Yeah, yeah. So bên New York cũng hơi lạ, tại vì chị qua bên New York để đi tìm việc, đi audition. Nhưng mà đó, lúc đó chị gặp được thầy yoga, thầy Tibetan Buddhism, thầy mà dạy em chị thiền. So it was a very interesting time, important. Là bên Phật giáo Tây Tạng đúng không ạ? Yeah. Chị tìm được cái gì trong tâm hồn mình khi mà chị thiền hay là chị tập yoga? Both yoga và thiền, giống như mình cũng slow down, mình slow down để mình có cái clarity, cái mind của mình nó rất là calm. Tại vì đó, giống như mình có một cái chuyện trong cái cuộc sống của mình mà hơi khó, or nặng nề, nếu mà đầu óc của mình nó rất là busy mà mình cứ nghĩ, mình worry, mình lo, mình không có nghĩ cái answer clearly. You know, tại vì mình cứ stress hoài, how can we actually see clearly cái problem? You know, so thiền với lại yoga giúp mình để slow down, để mình thấy rõ, mình có cái understanding, mình có cái compassion and kindness for other people. You know, it's very important. Vậy là quá tốt chị ha. Yes, yeah. Rất là tốt. Vậy thì chị bước vào thế giới thiền hay yoga là bao nhiêu năm rồi? Hơn 20 năm rồi. Wow. 20 năm. Coi như bây giờ là chị có thể là hướng dẫn những người khác tập theo. Yes. Chị cũng dạy yoga với lại thiền. Và I think quan trọng nhất là cái teaching, cái mà chị hiểu đó, bây giờ nó giống như nó thấm vô rồi. Yeah. It's like, but I'm not. I have so much to learn. Chị vẫn còn nhiều cái mà chị cần study mà. You know, mình không có bao giờ biết hết, mình không có bao giờ 100% perfect. Yeah. There's no way. Đúng ạ. Nhưng mà chị bây giờ thấy chị có cái tools nó giúp chị để có một cái cuộc sống rất là yên hơn. But it's not perfect. It's never perfect. Hay quá. Yeah. Lúc nào mỗi ngày mình đều học hỏi được phải không chị? Yes. Khi mà chị hát cho người Mỹ thì được rất nhiều người yêu thương rồi. Khi mà chuyển qua hát những bài hát Việt Nam, hơi gọi là cổ điển classic một chút xíu, thì có những cái khó khăn gì trong cái vấn đề? Oh gosh, khó lắm Jimmy. Tại vì, you know, chị thì hát tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Việt. Nhưng mà tiếng Việt đó là chị thấy là khó nhất. Tại vì, because cái language của mình kêu là tonal language. Tại vì nó lên xuống. Nếu mà mình không có hát một câu, một chữ mà nó đúng cái accent của mình, cái ý nghĩa nó thay đổi immediately. And also it's cái placement của cái chữ của Việt Nam á, rất là khó. So nếu mà chị hát bài Việt Nam á, chị phải học rất là kỹ. And cái ý nghĩa quan trọng, right? Nhiều cái bài hát cổ điển của Việt Nam có nhiều chuyện mà từ hồi xưa, or của một cái thành phố nào, mà nếu mà mình không có sống ở trong thành phố đó, mình cũng không có hiểu hết được. So chị thì sống grow up in America, bên Mỹ, thì chị phải học hỏi rất là nhiều cái history của mình. Với lại nếu mà là một bài của giống như của
I'm Phạm Duy. Mình phải hiểu cái life của Phạm Duy, tại sao Phạm Duy viết bài này, tại sao Phạm Duy chọn cái thơ này, what did it mean to him? So mình phải hiểu hết, tại vì nếu mà mình hát mà mình không có cái ý nghĩa đó thì nó không hay. Đúng. So chị thấy rất là khó. Nên là phải đọc lời trước. Phải đọc lời trước, phải nhờ chồng của chị translate lại, mẹ của chị translate lại. Phải hỏi vài người, tại vì mỗi người có cái understand, có cái ý nghĩa khác nhau, right? Yeah. So it's like, what does it mean? Nhờ như but vậy I love thì... it. Yeah. I love Vietnamese music. Yeah. Mà chị muốn học thêm, chị phải học thêm thôi. Yeah, phải cố thôi. Thì cho nên thấy là gần đây chị cũng có hát những cái chương trình hòa nhạc của Việt Nam mình, của thầy Khánh Hồng. Chắc thầy cũng đưa chị những bài Việt Nam mà cũng lâu lâu thôi. Tại vì thầy Khánh Hồng cũng mấy cái concert của thầy là thường thường là classical. Thì khi cũng nhờ Teresa hát mấy cái bài classical của Ý, Mỹ, thì mấy cái show đó thì thường thường Teresa hát nhạc Mỹ nhiều hơn. Nhắc đến những cái bài mà Ý đó thì Jimmy thích một bài mà có lời Việt, đó là Trở Về Mái Nhà Xưa. Yes, I love that one. Cảm ơn Sarah Rental. Bài nó hay. Chữ cái tiếng Phi Ý mà chị học lúc ban đầu, nó có khó khi mà chị hát tiếng Việt hay không? Không. Tại vì đó, từ nhỏ thì chị học tiếng Pháp. And then college là chị bắt đầu hát tiếng Ý rồi. And so chị làm, nếu mà chị đọc á, chị phải đọc, phải I really have to learn how to read and then pronunciation, you know. Mà từ nhỏ là mình học tiếng Ý rồi. Thì lúc mà chị học về language mà nói đó, communication thì nó dễ hơn tiếng Việt. Chị hát nhiều thứ tiếng, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Anh rồi. Thì có bao giờ chị dự định là sẽ sáng tác một bài hát không? Yes. Thường thường chị thì compose nhạc tiếng Anh nhiều hơn. Tiếng Ý thì chị có viết lời Ý cho một bài của anh Trúc Hồ. Yes, Con Đường Việt Nam. Nhưng mà mấy cái bài nguyên bài á là chị không dám. Tại sao?
because giống tiếng Việt thôi. Tiếng Việt nếu mà chị ngồi xuống mà muốn viết một bài tiếng Việt thì I know for sure chị sẽ make mistakes. So nếu mà chị có viết thì chị phải nhờ nhiều người để double check. You know, tiếng Anh là my first language. Cho nên chị phải mạnh tay viết tiếng Anh được. Tiếng Anh thì rất là dễ. Nhưng mà nếu mà chị để viết một bài, chị thích viết bài opera hay là hát nhạc pop, hay viết nhạc thể loại nào để sáng tác? I do classic, mình kêu là classical crossover. Classical crossover cổ điển, nhưng mà nó hơi có cái sound, cái contemporary sound hơn. Rồi cũng mix classical với lại pop. Okay. I love that. Tại vì đó, Jimmy coi phim, mấy cái cinema, film, movies. The music is cinematic. Cái đó là cái favorite của chị. Orchestra, mình có orchestra. Mà cái lời hát, cái giọng hát nó rất là cao, nhưng mà nó vẫn còn hơi giống như pop. Theo cái nhịp. So there's a beat, there's a rhythm. I love that. Giống như nhạc của Sarah Brightman hoặc là Andrea Bocelli. Không phải 100% cổ điển, it's mixed. You know, and then thường thường chị thì thích nhạc tâm linh. So no matter cái bài nào chị viết á, always trong bài đó có something spiritual. Phải có một tí cái spirituality. Tại vì cái này quan trọng cho chị nhất là mọi người mà nghe nhạc của chị đó, chị muốn là họ thấy có một tí xíu cái peace and bình an với lại cái vui vẻ, you know, that's very important to me. Như là chị cũng có sáng tác những bài nhạc cho thiền. Nhiều rồi. Thì khán giả có thể nghe ở đâu được những cái bài đó? Spotify, YouTube, Amazon, all mấy cái streaming platform thì có. Em nghĩ cái thời đại chúng ta bây giờ đó, những cái bài nhạc thiền như vậy rất là cần thiết để cho lòng mình bình an, đúng không? Yes. Từ lâu lắm rồi mình cần, mà bây giờ là mình cần nhiều hơn nữa. Nhưng mà chị thấy là, especially chị thấy là cái này làm chị rất là vui, là trong cộng đồng Việt Nam của mình, tuổi trẻ đang bắt đầu thích yoga hơn and thiền. Tại vì 10 năm trước á, chị cũng dạy yoga ở Orange County, ở Cali, ở đây, mà lúc đó là mình cũng không có thấy nhiều studio. Bây giờ studio, mỗi góc đường có yoga studio, right? And nhiều bạn của chị, người Việt Nam, cũng tập yoga, and that makes me so happy. Bây giờ bắt đầu là mọi người tìm đến yoga. Yes, because mình biết là even mình không có tập nhiều đó, một lần một tuần, hai lần một tuần, cái đó sẽ thay đổi mình. Đúng rồi, mình tưởng là cái physical body không, nhưng mà mỗi cái exercise á có cái power. We have to know nào that. Nào được tập được hết. Yes, and it's very powerful. Yeah, Jimmy phải ghi danh một lớp. Of course. Thưa chị, trở lại với giải thưởng Grammy, mời chị nói thêm một chút xíu về bài hát Mythologies mà chị đã thắng giải trong những tuần trước đây. Cuốn album này, cái cô mà viết bài cho cái album này tên là Dani Vlase, là bạn thân của chị, and she là người Pháp với lại người Greek. And it's actually 100% classical. Nhưng mà đó, cái kiểu mà she viết bài nó không có cái beat giống như pop, nhưng mà nó cũng khác cái traditional classical music. Nó rất là nhẹ. And không có bao giờ một người classical viết nguyên cái cuốn album mà có hai người soprano giống nhau. Thường thường là soprano, mezzo-soprano. Mezzo-soprano là nữ ca sĩ mà giọng nó thấp hơn, mà ấm hơn, right? Hoặc là tenor đàn ông or baritone, mà nguyên cái cuốn này là hai nữ ca sĩ soprano, là giọng nữ cao đó, nữ cao. And Hila Plitman là cô mà hát chung với lại chị, cũng là bạn thân. And such a beautiful experience. Cái album này, cái dự án này đã có từ bao giờ? Cô Dani Vlase bắt đầu viết cái cuốn album này 5 năm trước rồi.
Nhưng mà khi gặp hai người mình, Hila với lại chị, cũng sau đó she đang bắt đầu viết, nhưng mà she gặp hai người and từ đó she muốn là she viết bài cho mình. That's why I think, em nghĩ, chị nghĩ là cái cuốn này nó successful tại vì she viết bài cho hai cái giọng. Mỗi lần mình hát mình thấy nó rất là thoải mái trong giọng mình. So it's like I say it fits like a glove. Nổi da gà. Yeah. Là coi như là hai giọng nữ cao mà hát như quyện vào với nhau. Yeah. Yeah. And you know, mỗi lần cô Hila với lại chị đó hát chung, the best part là lúc mà hai người mình nhìn nhau, mình đang hát, all of a sudden hai cái giọng nó quyện. It blends together, so nó làm, nó create mấy cái overtone. Wow. And làm cái lỗ tai của mình nó cũng rung, like that, you know, it's incredible. I love so much. Yeah. Ai là người hòa âm cái album đó chị? Danae Vlasic. Cổ luôn á hả? Cổ luôn. Wow, hay quá. Yes. Thì khi mà thâu... So có hai người producer, so cổ với lại Emilio Miller, ông này là từ Argentina, he là người producer, so cổ arrange hết, nhưng mà Emilio cũng giúp để lâu lâu có một cái phrase he thấy là mình cần thay đổi cái sound, cái instrumentation thì he cũng giống như giúp yeah. nhiều. Yes. Lúc mà thâu âm thì cả dàn nhạc có ngồi chung với nhau không hay là thâu riêng? Cuốn này đó mình thâu riêng tại vì lúc đó là pandemic. Okay. Thì mình không có cái phòng thâu. Okay. So that's another very interesting thing is cái người mà play cello, violin, piano thì they thâu riêng ở studio riêng của họ. Okay. And then he love với lại chị đó, chị thì ở nhà engineer thâu giọng hát của mình. Oh, thâu tại nhà luôn. Tại nhà của chị. Okay. Yeah, mình set up cái studio ở trong cái phòng khách. Okay. Thì mình thâu hai giọng hát ở nhà. Cô kia có tới nhà chị hay là hai người thâu tại nhà? Cô kia có tới tại vì during cái pandemic là Danae, Hila với lại chị thì mình hơi ở gần nhau. Okay. Mình chọn là okay, đi chơi với ai là ba tụi mình thôi. Okay. Thì it works perfectly. You know, and chị thấy là rất là vui tại vì ba mình kêu là soul sister. Mình làm chung cái cuốn băng này, it's so much fun. We had so much fun and then mình được thắng cái Grammy chung với nhau, ba người bạn thân. Oh, you know, I think that is just incredible. Như cái món quà thượng đế dành cho ba người bạn vậy ha. So now từ đây tới lúc mà mình già, mà tóc bạc, mặt young, mình we can ngồi nói uống nước trà, mình nghĩ lại cái lúc này and we say we did this together. Đúng. Và cùng vượt qua cái năm pandemic vừa rồi. Yes. Mà làm xong một cuốn album này là quá hay. Yes. Yeah. Nhưng so, mà cái điều mà em chú ý nữa là cái music video cho cái bài đó. Oh yeah, Sirens. Yeah. So trong cuốn album có một bài Sirens. Cái bài này là 14 phút. 14 minutes long. And cái music video này đó là cũng là một cái chuyện của Greek mythology. Cái chuyện mà cái người ở trên cái tàu nghe hai giọng hát của hai nữ tiên ca. Yes. Nàng tiên ca. The sirens. So chị là một cái người sirens, Hila cũng là một người sirens. So ở trong cái video này mình thấy hai người mermaid lặn ở dưới nước. Xong rồi kêu cái người này ở trên cái tàu mà làm nguyên cái tàu nó bị bị sóng bị đập. Những trong chuyện thần thoại phải không? Exactly. So mình kể lại cái chuyện này ở trong cái bài hát này. Yeah. Mà hai cô đó phải là chị với cái cô kia không? Không. Actually, maybe. No, không phải. Hai cô này là nổi tiếng lắm cho người ta biết hai người này là the professional mermaids. Hannah the mermaid là một người rất là nổi tiếng. Yeah. Mà phải xuống dưới biển thâu cái phải xuống dưới biển có. Em chị thấy là I think có mấy cái cảnh mà ở dưới biển and then cũng có cảnh ở trong hồ. Okay. Depending on cái scene thôi. Nhưng mà một cảnh là ở dưới biển mà rất là khó đó. Yeah. You know, ở dưới biển mà hai người cũng mở mắt. I
chị không hiểu how làm sao mà được như làm vậy, làm sao mà làm được như vậy mà không có cay mắt không có. Và hai người rất là giỏi. Nhờ vậy mà chúng ta có những cái hình ảnh rất là đẹp trong cái music video đó. Chị có nói với cái bà producer đó là có bao giờ làm một cái project cho Việt Nam không, cho bài Việt Nam? You know, Golden A đó, she, I love her so much. Cô cũng nói chị muốn làm như là she sẽ giúp làm. You know, she muốn giống như participate lúc nào chị làm thì mình muốn làm chung. She rất là giỏi. Mà có nhiều người có hỏi chị rồi đó là giống như họ muốn biết thêm cái heritage của người Việt Nam. They muốn hiểu thêm cái culture của người Việt Nam. And chị cũng thấy cái đó hay. You know, I said wow, người ngoài mà cũng có cái interest như vậy là rất là tốt, right? Thì mình cũng làm muốn làm sao mà, tại vì chị nói rồi là một bài tiếng Việt á rất là khó cho chị. Chị phải học lâu, thật là lâu. So nếu mà chị sẽ làm một cái cuốn album, chị muốn làm sao mà nó represent cái culture của mình. So chị nghĩ là trong cuốn album đó, đó là nửa bài tiếng Anh mà bài mới với lại bài tiếng Việt. So mình sẽ mix để cho người ngoài nghe được, you know, they hiểu được, they nghe cái story, cái chuyện tiếng Anh, nhưng mà they vẫn còn cũng phải nghe tiếng Việt. Đúng, sometimes, cũng biết cái văn hóa Việt mình trong cái cuộc đời. So I think something like that, mình sẽ mix để cho nó more international. Đúng rồi, để cho thêm khán giả Mỹ biết về văn hóa Việt Nam mình. Đó là điều rất là có hay. Nhiều người có hỏi để làm rồi thì chị chắc phải làm thôi. Yes, thôi. Nhắc đến cái việc và văn hóa của hải ngoại này đó, thì em thấy như lúc nãy chị nói là cách đây không lâu thì nhạc sĩ Trúc Hồ có nhờ chị viết lời ý cho cái bài Con đường Việt Nam của ảnh. Thì chị nói thêm về cái cơ duyên từ đâu mà chị làm việc với anh Trúc Hồ. Thì actually đó, chị gặp anh Trúc Hồ tại vì Mai Thanh Sơn. Tại vì Mai Thanh Sơn thì làm chung với anh Trúc Hồ lâu lắm rồi, nhiều năm lắm rồi. Thì I think Sơn cũng cứ nói, oh I have a cousin, có bà con, Teresa Mai, đang khuyên khổ không nghe hoài, chắc cũng mệt. Thì anh Trúc Hồ cũng mời chị lên hát nhiều lần lắm rồi, especially Noel, Tết. Mình có qua Úc để làm một cái show, một cái tour đó. Một cái tour. And chị cũng thấy anh Trúc Hồ với lại Asia, they're like my family, you know. Lúc nào cũng rất là loving and so kind. And they're wonderful people. Và rất là nghệ thuật khi làm việc. Yes. Em thấy chị có hát bài Siren trên video của anh Hồ đó. Yes, I love that song. Mình cũng nghe lại tại vì somehow nó cũng pop up in YouTube nhiều lần mấy ngày nay rồi. And chị cũng nghe lại, chị cũng thấy cái melody rất là đẹp. And cái ý nghĩa rất là sâu, you know. It's a beautiful song. Cái bài đó thì Sơn làm hết cái engineering, audio recording. Hòa âm và thâu âm cho chị luôn. Việt Nam đó, khi mà chị đặt bút và chị viết lời ý đó, có khó khăn không? Có viết bao lâu không? Yeah, cũng hơi khó tại vì mỗi lần mình translate tiếng nào cũng nó hơi cũng mà mình phải nghĩ là mình không có translate từ câu được. Nhưng mà mình phải nghe hết bài
Mình phải hiểu cái ý nghĩa nguyên cái bài, từ đó mình mới translate ra được. You know, tại vì mình, nếu mà mình translate cái kiểu kia đó, nó hết hay. Thì chị cũng nhờ vài người bạn ý của chị đó để đọc lại, make sure là cái grammar nó đúng với lại nó flow, mấy cái lời nó flow. Mà nếu mà người ý nghe thì có khó chịu hay không hay là thì cũng thích, thì mỗi lần mình translate cái gì ra mình phải double check. You know, but it was fun. I loved it. Nhờ vậy mà nhờ nhiều khán giả biết cái bài đó với cái tiếng lời ý của chị. Thưa chị, trở lại với cái ngày vui mà vừa rồi chị nhận giải đó. Khi mà được xướng tên của mình mà nhận giải Grammy thì lúc đó trong lòng chị nghĩ cái gì đầu tiên? Oh my gosh. So trước đó đó là mình đang ngồi chính giữa nguyên cái row là có anh Hải, có Danae, có chồng của Danae, nguyên cái group của mình. Mình cũng nghĩ là mình vui rồi tại vì mình được cái nomination. Bốn cái người kia ở trong cái category của mình là rất là nổi tiếng từ Metropolitan Opera, thì tại sao mình sẽ được, tại vì mình cũng là independent thôi, you know. So mình cũng không có ngờ là mình sẽ được. And lúc cái người on stage đang đọc ra cái name of the nomination, you know, mình cũng hơi nervous. Thì hay không? Chị đang đợi cho, nếu mà they kêu ra đó, mình tưởng là they sẽ kêu cái tên của cái cuốn băng. So mình đang đợi cho mình nghe Mythologies. All of a sudden mình nghe Sangeeta, ai cũng mất hồn. Ủa, nó có album nào Sangeeta? What? I think chị la lên, anh Hải cũng la lên, tại đây la lên, la la. Mình cũng, oh my god, and mình đạp lên áo cũng, mình cũng đạp lên áo cũng. So I was so surprised. Mình không có ngờ là mình sẽ được. Tại vì giống như cô Joyce DiDonato là một người mezzo soprano mà chị biết từ nhỏ. Like, lúc mà chị bắt đầu học hát, học opera, là cái tên đó chị nghe hoài. So cô này cũng là người legend. Mà cô thắng vậy Grammy, I think 5-6 lần rồi. So, how? Nhưng mà chị thấy là năm nay đó, ở trong cái cộng đồng Grammy, they thay đổi rất là nhiều. Vì họ muốn người ngoài, African American, Asian, là những sắc dân khác đó. I think so, and also women, right? Với lại, like, independent artists, tại vì hồi xưa đó, ở trong cái cộng đồng Grammys, thường thường á, là they chọn mấy người mà nổi tiếng rồi. Năm nay they muốn là they chọn người independent. Tại vì có nhiều người rất là talented mà không bao giờ được lên hết. Tại vì they không có manager, they không có agent, they không có cái record label. So năm nay chị thấy là they cũng much more open. You know. Thì xem như chị cũng là nghệ sĩ độc lập đầu tiên mà nhận được cái Grammy. Wow. Yes. Chứ thường là những người kia là phải qua một agent hay là manager. Yes. Or record label rất là lớn. Thì cho nên thì năm nay hơi lạ. But we're like, wow. Người Á Đông đầu tiên, người Việt Nam đầu tiên. I know. So ở trong cái category này đó có người Á Đông rồi, nam ca sĩ. Nhưng mà không có nữ ca sĩ Á Đông. But Vietnamese. So I just feel so proud, you know. Mình cũng thấy wow, không có ngờ, like, yes, it's true, sự thật là người Việt Nam lần đầu tiên được có cái giải này. And I'm just very happy. Lúc đó chắc cũng rất là xúc động khi nhận được cái giải thưởng đó. Mà xúc động tại vì mình cũng nghĩ lại cái mấy năm trước, like, we worked so hard, làm rất là cực, and không có ngờ, like, được cái Grammy. It's unbelievable. You know? Vì mình làm việc cực lực cho nên đó là phần thưởng mà Thượng Đế dành cho cả một cái đội ngũ để dành cho cái chương trình đó. Khi mà chị thắng cái giải này đó, có những cái gửi gắm gì chị muốn gửi cho thế hệ trẻ, nhất là những bạn yêu nhạc? Oh my gosh, chị có nhiều chị muốn nói lắm, nhưng mà chị sẽ nói thôi là nếu mà các bạn tuổi trẻ muốn có cái dream
đường nào cũng được, không có phải là nhạc sĩ, ca sĩ, entertainment, whatever you want. Đừng có bao giờ cho ai nói là không có làm được, because cái mà mình muốn là cái mà mình sẽ làm mình vui. Yeah. Nếu mà mình vui đó, mọi người xung quanh mình cũng vui. And I think that's so important. Mình phải live cái dream mà mình muốn. And you have to believe in yourself. Don't let anybody tell you any different. You know, just believe in yourself. Chị cứ nói hoài, tại vì chị hiểu như vậy là cái đó là cái sự thật của chị. Mình phải live cái truth, mình phải live cái sự thật của mình. Yeah. Không có sự thật của người khác, đúng, mà của mình. Yeah. Mình phải sống như chính mình, phải không? Theo ước mơ của mình. Yes. Yeah. Yes. À, hôm nay một lần nữa chúc mừng chị Sangeeta Teresa Mai đã giành được giải thưởng Grammy, một cái niềm tự hào cho người Việt Nam mình khắp nơi trên thế giới. Yeah. Và hy vọng rằng là trong tương lai có nhiều album từ chị mà cũng thắng giải thì sao, phải không? Đó so. Là một cái niềm hy vọng rất là to lớn. Yeah. À, bây giờ còn vài lời chót, xin nhờ chị chào khán giả. Yeah. Sangeeta Teresa chào khán giả, cảm ơn khán giả rất là nhiều. Mà Sangeeta muốn nói cảm ơn cộng đồng Việt Nam của mình để ủng hộ Sangeeta nhiều năm lắm rồi. Không có cộng đồng của mình, gia đình của Teresa, bố mẹ của Teresa, chồng của Teresa, bạn bè, Recording Academy, cộng đồng Grammy giúp Teresa, Sangeeta để có cái này hôm nay. Sangeeta xin cảm ơn. Cảm ơn chị, thật là xin chúc mừng. Yeah, và mong rằng những lần tới có dịp mời chị lên show để cùng chia sẻ thêm với khán giả nha. Of course, yes. Yeah. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Like a siren song, you rescued me. In your eyes I have found my way home. When the world outside falls, all I need is you. In your heart is where I'll stay.